Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một điều khá là hay ở trên TikTok, đó là cái cách mà chúng ta kiếm tiền ở trên TikTok là có thật hay không. Thì mình xin chia sẻ thẳng luôn cho các bạn rằng là cái cách kiếm tiền ở trên TikTok là có thật, nhưng cái cách kiếm tiền ở trên TikTok này nó chỉ dành cho các nước ở bên ngoài Việt Nam thôi nha. Hiện tại là chỉ dành cho các nước ở bên ngoài Việt Nam thôi, ví dụ như là Mỹ nè, Trung Quốc nè và Ấn Độ nè, thì những cái video đăng ở trên TikTok thì sẽ nhận được tiền từ cái TikTok nó trả lại cho những người đăng video lên trên TikTok. Còn hiện tại ở Việt Nam thì vẫn chưa có cái trả thưởng cho cái người đăng video lên trên TikTok như là ở trên YouTube nha. Thì như ở trên YouTube thì khi mà các bạn đăng video lên trên YouTube mà các bạn thỏa điều kiện đó là đạt được 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem thì các bạn sẽ bật được chế độ kiếm tiền và các bạn sẽ nhận được tiền khi mà các bạn đăng cái video lên trên YouTube. Còn hiện tại ở Việt Nam, TikTok sẽ vẫn chưa có trả tiền cho cái người đăng video lên trên TikTok nha. Còn hiện tại thì những cái người làm TikTok ở Việt Nam họ lấy thu nhập từ ở đâu? Thì TikTok ở Việt Nam thì hiện tại họ lấy thu nhập bằng cách là họ phát triển kênh của họ lên. Khi mà có nhiều người xem thì họ đăng tải kèm những cái quảng cáo chung vào trong cái nội dung video của họ, có nghĩa là họ quảng cáo cho một cái thương hiệu khác. Khi mà do là họ có nhiều cái lượt xem và nhiều cái lượt theo dõi, hoặc là cũng có một số người khi mà họ nổi tiếng ở trên TikTok rồi thì người ta mời họ đến để quảng cáo cho những cái thương hiệu, những cái sản phẩm của họ mà như mình thấy thông thường nhất, đó là game và mỹ phẩm hoặc là quần áo, là hoặc cũng có thể là những cái quán ăn chẳng hạn. Đó là những cái mà họ hay quảng cáo nhất ở trên TikTok ở Việt Nam nha. Và mình tin rằng là trong tương lai thì TikTok ở Việt Nam cũng sẽ có được trả thưởng giống như là TikTok ở Mỹ hoặc là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ thôi, để mục đích là người ta khuyến khích cái người dùng, cái người tải TikToker, họ tải những video có nội dung hay và chất lượng hơn lên trên TikTok. Mà còn cái nguyên nhân mà TikTok ở Việt Nam mà hiện tại vẫn chưa có được trả thưởng như là trên YouTube thì theo mình nghĩ rằng và mình thấy rằng đó là vấn đề về bản quyền. Và ở Việt Nam mình thì hay có cái bản quyền về âm nhạc và bản quyền về những cái video mà đăng lên rồi họ thường hay bị re-upload, cho nên là người ta hay bị khiếu kiện về những cái phần đó. Cho nên là TikTok ở Việt Nam có lẽ vấn đề này họ chưa giải quyết được, cho nên họ chưa có cho cái kiếm tiền ở trên TikTok như ở các nước khác nha. Nhưng mà mình tin rằng trong tương lai sẽ có thôi. Còn nếu như mà các bạn nào có ý định làm kiếm tiền ở trên TikTok á, thì mình nghĩ là các bạn nên làm và phát triển cái kênh của bạn, càng nhiều người theo dõi và nhiều lượt xem thì trong tương lai các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng từ cái việc phát triển cái kênh ở trên TikTok này. Và mình thấy là có một số bạn á, thì họ lấy những cái video hay ở trên TikTok họ đăng tải lại ở trên YouTube và họ vẫn kiếm được tiền cũng khá khá nha. Mà mình thấy những bạn này rất là hay vì họ lách được luật rất là hay mà đăng lên trên YouTube mà vẫn kiếm được tiền thì rất là hay. Các bạn có thể tham khảo một số các bạn khác để mà kiếm được tiền từ đây nha. Ok, thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái việc mà kiếm tiền ở trên TikTok là có thật hay không. Hy vọng cái video này sẽ giúp được cho các bạn rất là nhiều. Nếu thấy cái video này của mình hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác hay hơn.